Nga sẽ tấn công mục tiêu mới nếu phương Tây gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine. Hãng thông tấn TASS hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 6 đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm xa hơn. Ông Putin nói trong một đoạn trích của cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Georgia, nếu những tên lửa tầm xa vậy được cung cấp, Nga sẽ tấn công vào nhiều mục tiêu mới. Ông Putin không nêu tên các mục tiêu mà Nga dự định sẽ tấn công nếu các nước phương Tây bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine. Ukraine đang tìm kiếm nhiều hệ thống phóng tên lửa để tấn công quân đội và kho dự trữ vũ khí ở hậu phương của lực lượng Nga. Tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa MAS sau khi nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng họ sẽ không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong Nga.